Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh của Đường Phố Hà Nội ngày hôm nay. Hôm nay em đang có mặt ở một trong vị trí năm cửa ô Hà Nội các bạn. Đấy, ô Quan Trường các bạn này. Đường này là phố ô Quan Trường luôn các bạn ạ. Hôm nay một buổi chiều cuối tuần, trời rất là nắng, nhiệt độ ngoài trời rơi khoảng 29 độ C, khá là nóng các bạn. Đây mình trong di tích ở ngay gần phố cổ. Do đó khách du lịch đến tham quan rất là nhiều các bạn. Đây những cái tường gạch từ ngày xưa này. Đấy, bên kia du khách đang tham quan các bạn kìa. Đấy, rất đông du khách luôn. Bây giờ em sẽ mời quý vị cùng em đi tham quan một tuyến phố ở phố cổ. Là phố này, phố Hàng Chiếu. Quý vị đi thẳng xuống kia, phố Hàng Mã là một tuyến số tuyến phố cổ nữa quý vị các bạn nhé. Đây, phố Hàng Chiếu các bạn. Con phố này thì hiện tại đang bán những cái mặt hàng về túi. Túi đựng, túi giấy, túi bóng. Hà Nội có những con phố bán đồ, toàn bán đồ buôn, cả buôn cả lẻ. Xì. Một phố là bán cùng một loại mặt hàng luôn các bạn. Đấy là đặc tính của một số tuyến ở phố cổ Hà Nội. Bên tay phải là phố Nguyễn Thiện Thuật, thông sang đằng sau chợ Đồng Xuân các bạn ạ. Còn ở phía bên tay trái này là phố Hàng Giấy. Em thấy là bán rất là nhiều loại bánh kẹo tổng hợp các loại. Bây giờ Hà Nội là đang dịp rằm tháng 7 các bạn ạ. Nên các tuyến phố cũng như là nhiều gia đình đang kiểu họ vào vàng ấy, làm lễ rằm tháng 7 ấy. Các bạn, bên này là phố Hàng Mã này. Một phố rất đẹp mỗi dịp Trung Thu về các bạn. Đây rất nhiều màu sắc, nhưng chủ yếu chúng ta thấy rất nhiều về sắc đỏ. Đèn lồng ấy. Diều. Tượng đang rất đẹp, một người hai máy chụp ảnh luôn các bạn. Đây rất đẹp các bạn ạ.
ta đang ở đến phố Hàng Cót, giao Hàng Mã các bạn. Rồi chúng ta sẽ di chuyển sang phố Hàng Gà này. Bạn thấy là có nhiều tuyến phố rất ngắn. Đây, cờ. Cờ này là cờ bên đạo Phật, mỗi khi là sẽ có một cái sự kiện các bạn. Lễ hội đang chuẩn bị đến rằm tháng 7 cũng như là đại lễ Vu Lan các bạn. Những đình, những chùa đang kỷ niệm những ngày này khắp nơi. Nhà hỏa các bạn này. Chúng ta sẽ rẽ sang đường phố Bắc Đa nhé quý vị các bạn. Du khách đang đi dạo này các bạn. Đây phố Bát Sứ nhé các bạn. Ở đây họ đang cho thuê xe máy này, xe cào cào này. Phố Thuộc Bắc. Phố Hàng Thiếc này. Khách đang đi dạo phố những chiếc xích lô các bạn nhé. Phố Lương Văn Can này các bạn này. Văn Ca này trước đây thì bán rất là nhiều đồ chơi luôn các bạn. Bây giờ họ bán đồ chơi hơi chậm nên họ chuyển qua một số mặt hàng khác rồi. Bán thêm cả đồ trang sức lưu niệm nữa các bạn. Này, rất nhiều cửa hàng đồ chơi. Giờ này chúng ta sẽ đi đến cả Hồ Gươm rồi các bạn ạ. Đây, Hồ Gươm ngay phía bên kia.
đoạn đây mấy cửa hàng bán quần áo thì đặt hàng như tôm tươi. Khách ở đây toàn khách nước ngoài thôi. Hệ số quy đổi ra đô rất là nhiều luôn. Đây là cửa hàng kính. Hồ Gươm bên kia các bạn kìa. Đây, em quay lại cái lối Hồ Gươm này các bạn xem. Hồ Gươm tuần này có chương trình ca nhạc các bạn này. Đây mắc giảm âm thanh rất sống động luôn đấy các bạn. Mời quý vị bạn cùng em đi tham quan một vòng Hồ Gươm nhé các bạn. Kem này bạn. Nhìn bên này sang bên kia rất đẹp luôn. Đây Hồ Gươm chúng ta thì mát hơn cái phía đầu bên kia các bạn, bên kia nắng hơn. Bạn nhìn thấy những cái cây đánh số 129130 này. VNPT Hà Nội bên kia các bạn kìa. Rất đẹp luôn.
kia là Tràng Tiền, một lá dài các bạn nhỉ. Bên này là Bưu điện Hà Nội. Gươm kìa các bạn kìa. Hai tháng 9 các bạn. Phố Lê Lai. Bình vúc cây rất là to luôn. Với tượng đài Lý Thái Tổ kìa. Đây có một cái nhà tròn tròn. Phố Ngô Quyền, một trọng tuyến phố lâu đời Hà Nội mà khá là đẹp. Bên trái chúng ta phố Trần Nguyên Hãn này.